Tổ đại biểu Hội đồng Chân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức trao 200 xuất quà Tết cho hội chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Mỗi xuất quà trị giá 500 000 đồng đã được các đại biểu Hội đồng Chân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn trao tặng đến từng hộ dân cùng sự ăn cần thăm hỏi và động viên chúc các gia đình đón năm mới nhâm dần 2022 bình an hạnh phúc món quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm chưa đáng của các đại biểu hội đồng dân dân thành phố cùng với cả hệ thống chính trị luôn hướng về bà con dân dân với quyết tâm chung tay để nhà nhà đều có tết theo thống kê trong những ngày qua quân có hành sơn đã vận động và trao tặng hơn ba ngàn xuất quà một số trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng